Chào anh nhá, anh nhìn đi rồi. Anh Nghiệp à? Vâng vâng. Số đốt đồng phương ra mất mục tân tử chu sát sinh hồn tốc xuất từ hồn tốc nhập. Số đốt nam phương bị đi hỏa tân tử chu sát sinh hồn tốc xuất từ hồn tốc nhập. Số đốt tây phương canh tân kim tân tử chu sát sinh hồn tốc xuất từ hồn tốc nhập. Số đốt bắc phương nhâm quý thủy tân tử chu sát sinh hồn tốc xuất từ hồn tốc nhập. Số đốt trung ương mậu kỷ thổ tân tử chu sát sinh hồn tốc xuất từ hồn tốc nhập. Số đốt tử tý sửu dần mão thìn tỵ ngọ mùi thân dậu bất hợi sinh hồn tốc xuất từ hồn tốc nhập. Số đốt tử giáp ất bính tinh mậu kỷ canh tân nhâm quý sinh hồn tốc xuất từ hồn tốc nhập. Số đốt từ càn khảm cấn chấn tốn ly khôn đoài sinh hồn tốc xuất từ hồn tốc nhập. Thấy đầu là ngoài gì đó thì gì đó tất cả mà thì gì đó thì
biết mà. Lấy quần áo của ông thôi nhỉ? Từng bên từng đầu một. Thừa mẫu mệnh Đỗ Thị Giáp, nội tôn đặng Quý Đông, đặng Chân Linh, nguyên mệnh sinh hư kỳ Mão Niên, mùa nguyệt nhật thời thủ sinh thượng cổ bát thập ngũ tuế đại hạn vu quý Mão Niên, đạo tràng giáo chủ bản sư Thích Ca Mâu Ni Phật Kim Liên. Đó là dòng tình cảm đấy ạ. Vâng, vâng, anh mang đi. Rồi bác ơi, rồi ạ. Đây bản đơn. Xin trân trọng. Chúc thương mừng sự nơi chúa vàng an rất là thôi.
để tỏ lòng thương tiếc và kính biệt cùng đề nghị các thành viên trong đoàn cùng phút bằng niệm. Phút bằng niệm bắt đầu. Vâng, gia đình và ban tổ chức xin trân trọng cảm ơn quý đoàn đã mất chút thời gian về thăm viếng phong linh linh hồn của cô. Sau khi làm lễ thắp nhang xong, xin mời quý đoàn về nơi tiếp đón của gia đình uống nước san sẻ nỗi đau thương mất mát cùng toàn thể tăng quyến gia đình và ban tổ chức. Xin trân trọng cảm ơn.